Xin chào anh em đến với kênh kẹo chì của gia lộc PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0865361321 giúp em. Để trước khi giới thiệu về sản phẩm thì lưu ý bên anh em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi shop khác. Bên anh em thì kẹo chì, kẹo đóng máy, kẹo chì nhập, kẹo thể thao, bao chuẩn, bao chất lượng đấy cho anh em. Thì hôm nay có rơi vào cái bộ quy hàng cao cấp mà hàng nhập về cho anh em, Terminator. Thì cái bộ quy này thì trước khi giới thiệu về quy này đây, quy đây nhá, quy em giới thiệu luôn cho anh em. Quy thì bán số lượng rất chi là rẻ đấy, bán số lượng rẻ luôn cho anh em. Thì tiền nào của đấy, quy này bây giờ em bán với lẻ với giá là trên 6 đồng, có bao cho anh em một băng đạn này, một băng kẹo này, sơ mi và ti đấy, bao luôn cho anh em nếu anh em mua quỳ rồi. Còn em nhận giáp căn chỉnh luôn cho anh em, giáp căn chỉnh tùy theo cái giá tiền của anh em, cấu hình cao và cấu hình chung. Còn quy này bây giờ nếu mà anh em tận dụng của hàng condo sang thì anh em lấy được cái bình, cái van, cái kính, bình van kính đấy, còn giảm thanh mua loại giảm thanh khác, còn không thì cũng áp dụng với cái giảm thanh cũ được đấy. Cành thì bây giờ mình tiện lại sơ mi là chơi rất chi là ok đấy. Còn bộ quy này thì nhiều anh em bảo là cái quy này nghe nó có vẻ là bắn nó êm quá, búa nó đập nhẹ không được cho 30m. Thì em nói luôn với anh em là cái quy này là quy xịn, nó thế tại vì cái buồng áp này nó rất chi là to, nên là anh em bắn cảm giác nó rất chi nhẹ lực đấy. Nhưng mà em làm cái clip là 130m là chuyện bình thường đấy, 130m bắn sờ lung. Còn cái cành của em là cành chuyên của Terminator, là cành chuyên đấy thì là em bắn là cả sờ lung và cả lấm đấy. Cành thường của em, cành condo thì em 24 inch em đã bao 130m rồi, là chuyện bình thường rồi. Đây cành đây đấy, nếu mà anh em mua cành condo, tại vì ở nhà vẫn còn tầm hơn 20 cái với giá hơn 2 đồng thôi đấy. Còn quy này, quy rời, kính rời, cành rời em bán rời luôn cho anh em. Còn quy này nếu mà anh em đang tìm đại lý nhé, tìm đại lý với giá trên 5 đồng. Nếu mà anh em mà đại lý là mà chưa tìm được cái quy như thế này thì em sẽ cấp quy luôn cho anh em với giá trên 5 đồng đấy. Còn nói chung là tiền nào của đấy, còn quy này là quy xịn rồi, quy xịn nhất rồi của Terminator rồi, còn không còn quy nào xịn hơn nữa đâu. Có màu vàng và màu ghi và màu đen, anh em muốn mua màu ghi này, màu vàng này, màu ghi là màu ghi như này, màu vàng và màu đen, anh em muốn mua thì mua. Nói thật ra là cái này thì anh em nhận giáp nguyên cây căn chỉnh luôn cho anh em. Còn quy này vẫn phải cọc nha anh em nhé, em cọc gửi xe, chứ không cọc em không gửi. Còn nếu anh em cảm thấy là lừa đảo, không chưa uy tín thì anh em có thể xem vui giải trí đấy. Còn tất cả căn chỉnh lắp ráp hết cho anh em đầy đủ rồi đấy. Đấy là vấn đề là quy. Còn vấn đề là kẹo thì bây giờ hàng bên nhà em này, hàng rẻ nhất bên nhà em là 350.000 một ký. Loại này thì em chưa bao cước vận chuyển đấy, cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em đấy. Loại này thì bao luôn cho anh em cứ đi là 50-60m, xa hơn tùy thuộc theo cành và cây củi của anh em đấy. Chất lượng của loại này thì khá là tốt, ổn định 10 viên như một. Mẫu quay như nào sẽ gửi hàng cho em như vậy, chứ quay một kiểu gửi một kiểu, đảm bảo hàng chuẩn, chất lượng tốt. Tiếp theo là hàng chì nhập. Hàng chì nhập loại này thì bao luôn cho anh em là 70-80-90m đấy. Loại này thì có full size từ 4.5 đến 6.40, có váy mỏng, váy chung và váy dày. Thì loại này thì nói chung là cái tiền nào, giá tiền thì nó lên chất lượng của thương viên kẹo, nên là anh em yên tâm dùng loại nào thì tin tưởng loại đấy. Còn những cái mẫu em đưa ra đều là hàng rất chi là ok. Còn tất cả mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0365365161 giúp em. Nhớ bên em là kẹo không kiểu không xem hàng. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.